Rồi, hôm nay thì hướng dẫn em dạy cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2023, thời gian 60 phút ở trường Trung học phổ thông Trần Phú ở quận Tân Phú. Rồi thì đề này nó có tổng cộng là thành phố Hồ Chí Minh ha, là 7 câu. Rồi thì sẽ đi vào từng câu, đi vào câu số 1. Rồi cho các tập hợp A là bằng x thuộc số nguyên, x nó lớn hơn trừ 4, bé hơn 4. B là x thuộc R, ta cho x bình trừ x trừ x bình cộng với trừ 6 bằng 0. C x thuộc R, x lớn hơn trừ 2, bé hơn 3. Và D x thuộc R, x lớn 3. Trong hai tập hợp A và B, tập hợp nào con tập hợp còn lại? Thì ta có đây A đó, thì nó sẽ bằng số nguyên mà ta đi trừ 4, 4 hay là trừ 3, nó không có dấu bằng đúng không? À, trừ 2, trừ 1, mình ghi dạng liệt kê ra ha, 0, 1, 2, tới 3 thôi. Đó. Rồi, đúng ha, 0, 1, 2, 3. Rồi, tập hợp B. Thì bây giờ hợp B này phải xét cái phương trình. Đó, x bình cộng x trừ 6 bằng 0. Rồi, phương trình này có hai nghiệm. Hai nghiệm. Không, AC che dấu là chắc chắn có hai nghiệm mà. Mình bấm máy ra. Mod 9, 2, 2, 1, 1, trừ 6. Ra 6 phần 11 chứ 0. Đó, x bằng 6 phần 11. À, thằng này là nó không thuộc Z. À, không thuộc Z. Cái hàng nào thuộc set mình mới lấy, đúng không? Hoặc sao có không được ta? 7 à, thì bấm máy 7 đó. 1 1 với trừ 6 ra 2 với 3, đúng không? Đâu coi, 2 với trừ 3, x bằng 2, x bằng 2 là thuộc z, đúng không? Hoặc x bằng âm 3 là thuộc z luôn, vậy hàng nào cũng thỏa, đúng không? Rồi, vậy từ đó mình mới cái tập hợp B hả? B là thuộc R chứ. R nghiệm nào cũng nhận hết đúng không? Rồi, R, R. Vậy chúng ta thằng nào cũng thuộc R, khỏi ghi thuộc đi. Chắc chắn là thằng nào cũng lấy hết. À, rồi, ta sẽ suy ra. Tập hợp B á, nó sẽ bằng là hai phần tử trừ 3 nhỏ ghi trước, 2 nhỏ ghi sau. Người ta có là gì? Và vì vì cái tập hợp trừ 2 với 3 nè, à, mọi phần tử của tập hợp B đều là nằm trong A hết, cho nên nó là con của A, con của tập hợp A này. À. À, nên cái đó thay bằng chữ B, B là con của A. Rồi kết luận vậy B là con của A. Ta hoàn thành được câu A. Bây giờ ta sẽ đi vào câu B. Tìm C giao D, C hợp D và R hiệu C. C giao D. Biểu diễn tập hợp C giao D. Diễn trên trục số tập C giao D. Thì trước khi biểu diễn C giao D mình phải tính ra cái C là cái gì cái đã, đúng không? Phải biết C là cái gì. C thuộc R đó, mà lớn trừ 2 bé hơn 3 thì trừ 2 có dấu bằng là mặt vuông, 3 là mặt tròn. Còn D là x lớn 3 là không có dấu bằng sẽ ra, vậy là bằng từ 3 đến cộng vô cùng vô cực ha, vô cùng với vô cực gì đều được. Rồi, đó. Vậy chúng ta mới biểu diễn tập hợp lên trục số. Biểu diễn nha. Để chúng ta tìm C giao với D là bằng cái gì? Đúng không? Rồi, tập hợp C và D.
Rồi, C là trừ 2 đến 3. Em sẽ lấy ba cái trục số này. Theo thứ tự trừ 2 đứng trước 3. Đúng không? Đây có hai số à. Trừ 2 đây, 3 này. Chia đều à. Rồi, trừ 2 đến 3, trừ 2 là mặt vuông. À, rồi 3 là mặt tròn. Rồi trừ 2 ở đây, 3 lại đây. Ừ. Rồi trừ 2 ở tới đây. Rồi 3 là từ đây trở về sau. Tập hợp này là tập hợp C. Rồi tập hợp D là 3 đến cộng vô cùng, 3 là mặt tròn. Rồi nó móc về phía sau. Vậy mình sẽ bỏ là bỏ phía trước. Rồi, đây là tập hợp D. Giờ nó kêu mình tìm đó là C giao với D. Đúng không? C giao với D. Giao là lấy cái phần chung với nhau. Đúng không? C là lấy phần chung với nhau. Như vậy ở đây mình thấy nè. Trừ đây nó không lấy số 3, này cũng không lấy số 3 luôn. Chỉ giao với nhau là bằng rỗng. Đó, là không có thằng nào trùng với nhau hết đúng không? Rồi. Vậy đây nó bằng rộng cái trục C giao với D là đây tính là bằng rộng đó. Rồi. Rồi C giao với D là bằng rộng. C giao với D mở rộng rồi. Ta đi vào biểu diễn tập trên trục số cái tập C giao D đúng không? Tập C hợp với D. Rồi C hợp với D là bằng cái nào? Đây hợp với D ha. Đây, C là lấy từ đây tới đây, không lấy số 3. Và D là từ đây đây, không lấy số 3, chỉ gom chung từ đây đây, nhưng mà số 3 bỏ đi. Đó, nó khó là chỗ đó. Số 3 bị bỏ. Vậy mình phải lấy như thế nào? Đó, khi biểu diễn là biểu diễn như thế nào? Đó là từ C nè, đúng không? Từ 2 nè trở đi nè. Đó, tất nhiên là bỏ trước rồi. Trước là bỏ hiển nhiên rồi. Nhưng mà chỗ này á, cái số 3 này nè, mình cũng bỏ nữa. Đúng không? Mình không có lấy số 3. Mình không lấy số 3, mình đánh vô dấu ít. À. Bỏ một số là đánh vô ít. Thì cái tập hợp mà C giao với D á. Hợp D là đâu đây nè. Đó. Là nó bỏ đi cái giữa số 3. Rồi C hợp với D. Thì nó có hai cách ghi. Một là mấy bạn ghi với dạng hai khoảng liên tục, tức là trừ vô cùng, trừ 2 này đến 3 và hợp đến gì 3 đến cộng vô cùng. Đấy. Nhưng mà có nhiều giáo viên người ta ghi như thế này nè, hoặc hai là mình ghi cái cách khác, đó là trừ 2 luôn đến cộng vô cùng luôn, mình hiểu đi ra số 3 là đó, tức là không lấy số 3. Rồi, bạn ghi cách nào cũng đúng. Hiểu ha? Rồi, biểu diễn cái tập hợp tiếp theo là R hiệu C. R hiệu C.
Rồi, R hiệu C là bằng cái gì? Nếu mà mình làm cái C là cái này nè, đúng không? Đó, C là cái này. Khi R mà hiệu C đó, mình chỉ cần làm hai cái thôi. Không cần làm nhiều nha. R hiệu C. C là như thế này. R hiệu C là mình lấy ngược lại với cái C. C đây, R hiệu C là mình lấy là hai bên, mình bỏ chính giữa đây nè, bỏ từ đây đây. Vậy đây số 2 là bỏ luôn, chỉ còn lại số trừ 2 là mặt tròn. Trừ 2 mặt tròn. Lấy về bên này, là chúng ta bỏ phần đó. Rồi 3 là mặt vuông. Lấy về bên này. 3 là mặt vuông, lấy về bên này. Đó. Vậy mình sẽ bỏ này dương này đúng không? Đó, bỏ này rồi bỏ giữa này chứ bảy bảy bỏ giữa này. Ghi sẽ thấy ngược ngược ha. Rồi mình bỏ hàng hàng C ra. Thấy chưa, thì cái này nó chính là R hiệu C. R hiệu C. Đó, nằm ở đây. Hoặc là nằm bên đây. Nó gồm hai phần ha. Có nhiều người vẽ thêm trục R ở trên cũng được. Khỏi khỏi. Không cần vẽ. Người ta tự biết R đó. Thì nó bằng cái gì? Đó là trừ vô cùng đúng không, đến trừ 2 và trừ vô cùng luôn luôn là giống mặt tròn không có vuông được nha. Trừ 2 đây cũng mặt tròn hợp đúng không, nó gồm hai khoảng thì mình ghi nhau bởi dấu hợp. Hợp với gì? Đến 3 đến cộng vô cùng. Rồi đó là chúng ta vận hành xong cái bài số 1. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 2. Câu số 2. Rồi, câu số 2 như thế nào? Lớp 10C có 35 học sinh, trong đó có 15 học sinh tham gia lớp năng khiếu âm nhạc chuyên đề guitar. À, 10, 17 học sinh tham gia lớp năng khiếu âm nhạc chơi đàn organ, 9 học sinh thì không tham gia lớp năng khiếu âm nhạc. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia đồng thời cả hai chuyên đề guitar và cơ này? Dễ quá dễ. Rồi thì sẽ lấy cái sách giáo khoa trình bày theo sách giáo khoa. Đó, mỗi lần tôi giảng cái này là tôi đều lấy lại cái xương để cho mấy em hiểu rõ bản chất của bài toán, là mình phải dựa vào mấy cái bài mẫu này nè để mình trình bày là chuẩn nhất. Cái công thức này chứng minh được hết á, tại vì thầy không có chứng minh cho em thôi, do mình chứng minh bình thường bằng cách giải phương trình là ra y chang. Rồi vậy chúng ta ký hiệu ha, ký hiệu có nhiều người gọi cũng được, lần lượt là tập hợp ở các học sinh tham gia lớp năng khiếu âm nhạc chuyên đề organ và học sinh và các học sinh tham gia các học sinh tham gia năng khiếu âm nhạc chơi đàn organ. Rồi thế là chúng ta cần thiết thì chúng ta vẽ hình ra, mà không vẽ cũng được không sao. Rồi theo giả thuyết ta có là N, em hiểu không? 35 học sinh thì nó gọi NA hợp với gì? Hợp với B. Nó sẽ bằng là 35 học sinh nè, trừ cho 9 học sinh không tham gia. Không? Tức là cái này gồm cộng 9 là bằng 35. Cũng được, cái gì đi nó hay hơn.
Rồi 15 học sinh tham gia năng khiếu là NA. 15. 17 học sinh tham 19 học sinh tham gia 17 học sinh tham gia chuyên đề ọt gơn là NV bằng 17, 9 học sinh không tham gia. Hiểu không? 9 học sinh không tham gia tức là nói từ ban đầu á, nó đi chung với cái đó đó. Hiểu không? Rồi, nó hỏi là có bao nhiêu học sinh tham gia cả đồng thời hai môn guitar và organ. Tham gia cả đồng thời là A giao B. Rồi đó. Thì chúng ta nhận thấy rằng nếu tính tổng NA cộng NB thì ta được số học sinh lớp 10C tham gia lớp 10C ha. Đúng rồi, tham gia lớp năng khiếu âm nhạc, năng khiếu âm nhạc chuyên đề guitar đó, hoặc là organ, nhưng số bạn chơi nhưng số bạn tham gia là sao cả hai tham gia cả hai lớp chuyên đề tính hai lần, do đó số bạn tham gia đồng thời cả hai chuyên đề lớp chuyên đề học tăng guitar là NA giao V, thỏa mãn biểu thức, thỏa mãn biểu thức sau đây là NA hợp B. NAB bằng NA cộng NV trừ NA giao B. Thì trước khi tính này ta mới suy ra NA hợp với B bằng 35 trừ cho 9 bằng 26. Thì từ đó mình mới suy ra đó, NA giao với B, mình lấy NA cộng NB trừ NA hợp B. Rồi NA là 15, NB là 17 trừ 26. 15 cộng 17 là 32. 32 trừ 26 là 6. Vậy mình kết luận vậy có 26 bạn học sinh tham gia đồng thời cả hai chuyên đề guitar và organ. Rồi là chúng ta hoàn thành xong bài số 3, bài số 2. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số câu số 3. Rồi câu số 3 như thế nào? Biểu diễn miền nhiệm của Bắc phương trình này. Đó. Mình sẽ ta có đúng không? X trừ này. Rồi mình chuyển vế qua x trừ 2y trừ 2x cộng y đó. Này nếu mình để lại là bé hơn hoặc bằng trừ 2 đúng không? Rồi x trừ 2x trừ 2y cộng y bé bằng trừ 2 là trừ x trừ y bé bằng trừ 2.
Rồi thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái kiến thức biểu diễn miền nghiệm nó ha. Đây chúng ta bắt chước cái bài bài mẫu á, biểu diễn một cái bắt phương trình thôi. Đây nè, đó ví dụ gì đúng không? Rồi đầu tiên là mình sẽ vẽ cái đường thẳng, mình chuyển diện vế luôn đi cho nó đẹp. Rồi chỗ này nãy mình chuyển gì luôn, là cộng hai bén bằng không, bên này cộng hai bén bằng không. Ừ. Rồi vẽ cái đường thẳng là delta trừ x trừ y cộng 2 bằng 0 đi qua hai điểm cho y bằng 0 thì trừ x cộng 2 bằng 0 thì x sẽ bằng là trừ 2. Rồi và b cho x bằng 0. X bằng 0 thì đây trừ y cộng 2 bằng 0 là y bằng 2. Rồi, tiếp theo. Xét góc tọa độ ô 0 0 thì ta thấy sao? Ta thấy ô có thuộc vô delta hay không là không thuộc. 0 với 0 là cộng 2 bằng 0 là không thuộc ha. Không thuộc vào delta thì được, còn thuộc là phải chọn điểm khác. Và mình thay vào cái vế trái của thằng này để coi nó có thỏa mãn là bén bằng không hay không. Tức là trừ không cộng trừ cho không cộng 2 là bằng 2. 2 là nó bén lớn không, còn cái này nó bén bằng không. Như vậy cái này nó ngược với cái bắc trình này, vì ô này nó sẽ sao? Không thuộc miền nghiệm đó. Đúng không? À, do đó miền nghiệm của bắc phương trình là nửa mặt phẳng, là nửa mặt phẳng kể cả bờ delta, tại vì nó có dấu bằng thế này nè. Nhưng mà ô nó không thuộc cho nên không chứa điểm ô, không chứa góc tọa độ ô, tức là cái miền mà không bị tô đậm trên hình vẽ dưới đây. Rồi mình sẽ vẽ ra. Đúng không? Bắc phương trình mình là x trừ y trừ x trừ y cộng 2 bén bằng 0. Trừ x trừ y cộng 2 bén bằng 0. Rồi, ở đây. Mình cho x bằng 0, đúng không? Nãy nó đi qua hai điểm nè. A nè, trừ 2, 0. B là 0, 2. A trừ 2, 0 là chỗ này. Đó. B02 là chỗ này. A đúng không? Trừ 20, B là 02. Nó để chỗ này. Để chỗ này một cái. Và cái này nó không chứa điểm gì, không chứa điểm không. Đúng không? Vậy mình sẽ bỏ đi cái điểm không, là bỏ phần này đây. Đó. Thật
ra mình muốn cái lưới này nó đẹp thì cũng được, nên mình cho cái này màu đen. Cái này nó thể hiện là màu màu không, cái mặc định của nó là gì? Rồi nó cho màu đen đi. Rồi, cái đường thẳng delta mình đây thì mình ghi dấu bằng chứ không được ghi dấu ấy nha, tức là trừ x, trừ x đây, trừ y cộng 2 bằng 0. Đấy, đường thẳng delta đây. Rồi nó đi qua hai điểm A. A nằm đâu? Đây nè. B nằm đây đúng không? Rồi A nãy là trừ 2 0. Đó, B là 0 2. Rồi. Rồi, đó là cái hình của cái bài này như thế này. Ta đi vào câu số 4. Rồi, tìm tập xác định của hàm số. Điện năm lớp 9 mình biết rồi. Câu A. Hàm số mà căn thì xác định khi nào? Khi biểu thức trong căn nó lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Đó, chúng ta nói là gì? Hàm số y xác định khi 2 trừ 3x lớn bằng 0. Thì cái này tương đương với 2, tức là 2 nó lớn bằng 3x chuyển qua đó, trừ 3x chuyển qua 3x, 2 mình ghi ngược lại, 2, 3x nó bán bằng 2, và mình nhân cho 2 vế cho 1, 1 phần 3, đó, thì nó không đổi chiều, 2 nhân 1 phần 3, đó, thì đây, này được dùng tương đương nhé, 2, đó là x bán bằng 2 phần 3. Vậy tập xác định của hàm số. Là D bằng thường ký hiệu chữ D trừ vô cùng đến 2 phần 3. 2 phần 3 là có dấu bằng. Xảy ra ngoặc vuông. Trừ vô cùng đến 2 phần 3. Rồi, ta hoàn thành câu A. Bây giờ ta đi vào câu B. Rồi, câu B như thế nào? Căn này nè, căn x trừ 2 thì x trừ 2 lớn bằng 0, còn cái mẫu là khác không. Mà cái mặt khác không là phải dấu mặt nhọn, còn bằng không mới một vuông, bạn hiểu không? Tức là nhiều cái mình ghi chung, hàm số y xác định khi ba thứ xảy ra, tức là x trừ một lớn hơn hoặc bằng không. Mình đã học hệ bắc phương trình rồi đúng không? Đó. Đây này hai cái thôi, x trừ hai chứ quên, lớn bằng không, và x bình trừ 9 là khác không. Rồi thì ở đây này này chuyển qua x lớn bằng 0 cộng 2 là bằng 2 đó, còn đây là hằng thức x cộng 3 x trừ 3 khác không, mà chúng ta biết x cộng 3 x trừ 3 khác không thì mỗi cái khác không, mà dấu khác là phải để chung cái gì luôn chứ không có được để một vuông là sai nha.
X lớn bằng 2, X cộng 3 khác 0 và X trừ 3 khác 0. Hai ba nè, cộng 3 chuyển qua hình trừ 3, ở đây trừ 3 là chuyển qua hình là 3, mà x nó lớn bằng 2 khác 3 khác trừ 3 là nếu mình để gì là không có đẹp nha. Mình phải làm cái này trên trục số mà dĩ nháp. Nên đó, đây là trừ 3 nè, đây là 2 nè, đây là 3. X mình nó lớn bằng 2 đúng không? Đó là nó lấy từ đây đây nè, chỉ bỏ đây khúc này rồi gọi tới đó. X mình nó khác trừ 3 là nó bỏ đi trừ 3, X mình nó khác 3 là bỏ đi, ê, khác 3 trừ 3 là hai bên này nè, vậy nó còn là cái gì? Tức là X lớn bằng 2 đúng không? Cái khúc này thì đây đây nè, tức là lớn bằng 2 khác 3 đó, nó phải bỏ số 3 ra. Chỉ mình nên ghi x lớn bằng 2 khác 3, ghi nhiều quá nó thừa. À, x lớn bằng 2 và x nó khác 3, rồi hiển nhiên nó lớn bằng 2 là nó khác trừ 3 rồi đúng không? Đó, thì chúng ta kết luận vậy, ta xác định của hàm số lớn bằng 2 là từ 2 đến cộng vô cùng đó, nhưng mà hiệu đi 3 khác 3 mà, hiệu đi số 3 ra nha. Rồi đó là hoàn thành xong câu số 4. Bây giờ ta sẽ đi vào câu số 5. Cho tam giác ABC có AB bằng nhiêu đây, góc B, tính cạnh số đo và đường cao, thì cái bài này nên vẽ hình ra chứ đừng có nhẩm, nhẩm cũng rất là khó. Vẽ hình ra sơ ra thôi, không cần nhất thiết là phải vẽ đẹp đâu. Rồi xóa bớt đi, để mấy này nó nhìn nó nhiều quá, nó nặng cái máy lên, không có sử dụng. Rồi. Rồi câu mình hành cho tam giác ABC đúng không? Mà cái góc B là 150 độ, cạnh AB là 2 căn 6 nó nhỏ hơn 9 căn 2 không? 2 đi vô là 4, 4 sao 4, 9 đi vô là 81, rồi nó lớn hơn rất là nhiều. Không, mình đo nhắm chừng. Chứ thật ra 150 độ thì chúng ta đo không nhất thiết là phải đo đúng 150 độ nha, nhưng mà đo gần như giống vậy thôi. Đó, cạnh này là 2 căn 6 với 9 căn 2 mình biết không? 2 căn 6 á, nếu mà mình nhắm chừng thử nha. Đó, 2 căn 6 là nó có 4,8 mấy, gần như bằng 5 đi. Nếu như gần bằng 5 đi, bằng 9 căn 2 là nó 12. Thì cỡ 5 với 12, 12 hơn gấp đôi 5 tí. Thì cỡ gì đi ha. Tầm cỡ đó là được. Vậy AB nằm đây nè, BC nằm đây nè. Đó, tức là đôi khi chúng ta vẽ hình chúng ta vẽ cũng tương đối thôi, chứ không phải là vẽ nó chính xác được ha. Nhưng mà đừng có vẽ lệch quá, ví dụ cạnh này dài cạnh kia vẽ ngắn hơn nó kỳ lắm. Thật ra đi thi nó không có chấm cái hình đó, nhưng mà mình nên vẽ đúng. Rồi AB là 2 căn 6
BC là 9 căn 2. Góc B là 150 độ. B là vẽ tượng trưng thôi. Đầu tiên tính AC trước. Tính AC trước. Rồi thì tìm AC trước quá dễ. Đúng không? Thì tìm diện tích ABC là tìm số đo góc A. Tức là chấm hỏi 1. Rồi, chấm hỏi 2. Tức là diện tích tam giác ABC. Diện tích tam giác ABC. Đó chính là chấm hỏi 2. Chấm hỏi 3 đó là góc A. Góc A là bao nhiêu chấm hỏi 3. Rồi chấm hỏi 4 đó là gì? Tính độ dài đường cao AH dựng vuông cái này. Rồi, cái này là chính là chấm hỏi 4. Hỏi 4. Đầu tiên mình sẽ tìm ra cạnh AC mình dùng cái định lý cosine là ra rồi đúng không? Và mình xét cái tam giác ABC áp dụng cái định lý cosine. Thì ta có AC bình bằng AB bình cộng BC bình trừ 2 AB nhân BC nhân cosine gốc B. Thì đó mình thay số vô. AC bình AB là 2 căn 6 bình phương lên cộng BC là 9 căn 2 bình phương lên trừ 2 nhân 2 căn 6 nhân cho 9 căn 2 nhân cho cosine 150 độ và bấm máy ra 2 căn 6 rồi cộng 9 căn 2 rồi trừ 2 nhân 2 căn 6 rồi nhân 9 căn 2. Nhớ chỉnh chế độ độ rồi bấm máy này, nghe chế độ độ không không nghe thì bấm shift mode 2 1 nhân cho cosine của 150 độ ở ra 294. Từ đó mình suy ra được AC bằng căn 294. Bấm căn của 294 ra là 7 căn 6. 7 căn 6. Đơn vị ở đây có không? Không có. Thôi. Rồi. Ta hoàn thành được AC. Bây giờ ta sẽ đi vào
kêu mình tính tiếp theo đó là gì? Tính diện tích tam giác thì dùng công thức xen giữa đó. Diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 AB nhân BC nhân sin góc xen giữa góc B, 1 phần 2 nhân 2 căn 6 nhân BC là 9 căn 2 nhân sin 150 độ. 2 nhân 1 2 này là 1, khỏi ghi cái đó cho nó nhanh. À, mình lấy căn 6 thôi thì nhân cho 9 căn 2. À, sau đó mình mới nhân cho sin 150 độ. À, đó là 9 căn 3. Rồi, à, diện tích, đơn vị diện tích. Cái độ dài khỏi một đơn vị diện tích ghi đơn vị diện tích đi. Rồi, tiếp theo là nó kêu mình tính chấm hỏi 3 là góc A. Góc A là mình dùng cái định lý sin. À. Rồi mình xét cái tam giác ABC. Ta áp dụng cái định lý sin. Ta có ở mình tìm góc A đúng không? Lấy là BC này, sin góc A. Thì mình lấy cái thác từ góc B thì lấy AC chia cho sin góc B. Vì từ đó mình đã suy ra được cái sin góc A trước. Dục qua dục lại á, lấy BC nhân sin góc B chia cho AC. BC chính là 9 căn 2. Sin góc B, sin của 150 độ. Rồi AC chính là 7 căn 6. Rồi mình bấm máy ra. Đó là 9 căn 2 nhân sin 150 độ chia cho 7 căn 6 bằng là 3 căn 3 phần 14. Ở đây nó yêu cầu mình tính góc A đúng không? Số đo góc A thì buộc phải tính ra góc A làm tròn độ phút giây luôn. Thì góc A chắc chắn phải là xấp xỉ chứ không thể bằng được. Mình bấm shift sin. À, của cái n này đó. Nó ra là 21 độ 47 phút. Không, 47 phút. 21 độ 47 phút 12,44 giây. Rồi. Tức là nếu mà chúng ta lấy cái máy mà chúng ta bấm sin của cái này nè. Đó, thì nó ra cỡ 0,37 thôi. 3711 thì mình bấm 3 căn 3 nè. Đó, chia cho 14 cũng ra 0,3711. Thấy không? Đó, nó gần bằng thôi chứ không bằng được đâu. Mấy cái sao nó khác nhau đó. Bước tiếp theo là mình tính cái đường cao AH. Thì mình dùng hiểu không? Tam giác diện tích tam giác ABC á, mình lấy chiều cao là xuất phát từ A là AH nhân đáy là BC á. Mình dựa vào công thức đó để mình làm bài này. À, diện tích tam giác ABC. Nói chung đề trần phú cũng dễ. 1 phần 2 nè. AH nhân BC. Từ đó mình lấy suy ra. Suy ra rút ra AH. À, chiều cao. À, mình quăng lên quăng lui thôi ha. 2 nhân cho diện tích. Chẳng gặp cái đề Hà Nội bằng làm không khủng khiếp. Làm chóng mặt luôn. Làm 3 tiếng đồng hồ nhưng mà hổng Lương Thế Vinh. Còn cái đề vốn mình nhẫn nhẹ hơn nhiều. Bởi vì điểm mình thi đại học không bằng ta. Nó thật sự là như vậy. 9 căn 3. Mình giỏi là giỏi soi vậy thôi. Chỉ còn đụng như thế mấy cái ngoài Hà Nội là ghê gớm, học siêu lắm. Các bạn mà không nỗ lực không có lại nữa đâu. Rồi, đấy, BC. Ở đây chúng ta sẽ đơn giản số 9 đi, còn 2 căn 3 chia cho căn 2. Thế ra là căn 6. Rồi, xong. Nè. Ta đi vào câu số 6. Thì sao đây?
Tòa nhà Bitexco Financial Tower tọa lạc tại số 2 Hải Triều, quận Nhất, được thiết kế bằng bê tông cốt thép và kính. Tòa nhà được xem là biểu tượng cho sự năng động của thành phố Hồ Chí Minh vào thời kỳ hội nhập kinh tế. Hai bạn học lớp 10 của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh là An và Bình muốn tự mình đo chiều cao của tòa nhà này, là cái đề gốc đó nè. À, đó là nó. Tại sao Trần Phú mà nó không nói Trần Phú mà nó nói trường Lương Thế Vinh tôi cũng không biết. Tại nó thích như vậy á. Được chưa? Rồi. Lương Thế Vinh đo chiều cao. An và Bình muốn đo chiều cao của tòa nhà này. Các bạn tiến hành đo đạc và thu được chính xác chiều cao của tòa Vitico. Dựa vào các số liệu An và Bình đã thu thập được hình bơ. Nên là cho góc BCA là 30 độ nè. BCA và góc BDA. Cái này quen quá trời, 25 độ, CD nè, 111 mét. Hãy tính chiều cao là AB, quá dễ. Thì cái tư duy của cái bài này, đúng không, là như thế nào? Đó, tức là cái tư duy để giải quyết bài này á. Là mình cần tính AB, đúng không? Mà trong khi mình có tam giác ABC là có góc 30 tính AB thì mình sẽ cần thêm một cạnh nữa mới được. Cạnh BC là thất bại. Nhá, tìm cạnh BC là không được, phải tìm cạnh AC đó. Để mình dùng tỉ số lượng giác được. À, muốn tìm được cạnh AC mình phải dùng định lý sin. Trong tam giác ACD có góc D là đối diện cạnh AC rồi. Mà có CD thì mình chỉ cần tìm cái góc CAD thôi. À, chỉ cần tìm ở đó là mình dùng được cái định lý sin CAD. Và muốn tìm được CAD thì mình dùng CAD cộng với ACD là bằng ACB. Mình sẽ dùng tổng ba góc là tổng hai góc trong và góc đối ngoại là xong. Rồi vậy là kết thúc. Bài này quá quen rồi. Nhìn chung thì không khó ha. Đây. Hiểu không? Nhìn chung không khó. Người ta mới xét cái tam giác là gì? ACD có. Đó. Tổng hai góc trong bằng góc đối ngoài là CAD đó, cộng cho góc ADC hay là C A CDA đó bằng góc ngoài là BCA đó, đó hiểu không? Tổng hai góc trong bằng góc đối ngoài thì từ đó mình lấy suy ra mình cần tìm là CAD. Đó, mình lấy BCA trừ cho CDA. Rồi, BCA là 30 độ trừ cho CDA là 25 độ là bằng 5 độ. Rồi, nó là tìm được góc này. Cái bây giờ mình tìm AC. Mình sẽ dùng định lý sin xét trong cái tam giác ACD. Áp dụng định lý sin ta có. Đó là gì? AC chia cho sin của cái góc C CDA. Rồi mình sẽ khai thác góc đó ha, với cái CD thì mình chia cho sin của góc là CAD. Rồi từ đó mình mới suy ra cái AC mình cần tìm đó. Mình nhân lên, lấy CD dục lên là hình nhân, chia hình nhân đúng không? Nhân cho sin CDA. Đó, chia cho sin CAD. Rồi CD của mình là 111. Nhân cho sin CDA là 25 độ. Chia cho sin CAD là 5 độ. Để đó khoan hả bảo. Được chưa? Rồi. Rồi từ đó ta có. Ta mới xét cái tam giác là gì? A, B, C vuông tại B. Áp dụng tỉ số lượng giá. Đó, mình dùng sin, đúng không? Sin của góc BCA. Sin bằng đối là AB. Chia cho huyền, đó là AC. Và từ đó mình rút ra được cái thằng cần tìm của mình là cái thằng AB. Đó, AB. Lấy AC nhân cho sin của BCA. Đó, mà AC là đây. Sin của BCA là sin 30 độ.
Rồi sau đó mình bấm máy, đơn vị là mét, làm tròn đáy hàng đơn vị luôn. Tức là làm tròn không chữ số hợp phân. Yeah. Rồi bấm là 111 nhân sin 25 độ. À, nhân sin 30 độ. À, chia cho sin 5 độ. Rồi, sẽ ra là 269,1, mấy đó là 289. Là đúng ngoài thực tế luôn. À, mét. Rồi, vậy mình sẽ kết luận. Vậy, chiều cao của tòa Pitexco khoảng 269 mét. Rồi, chúng ta kết luận thì thường người ta ghi dưới cái dạng chữ. Còn ký hiệu M là khi mình tính toán thôi. Giống như toán tiểu học vậy đó, nó cũng làm vậy đó. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong câu số 6. Bây giờ đi vào câu số 7 đây. Câu cuối cùng của đề này. Rồi, tóm tắt. Mấy cái đề kiểu này không tóm tắt khó làm đâu. Rồi, một phân xưởng sản xuất 12 tấn nguyên liệu loại 1, 8 tấn nguyên liệu 2 để sản xuất hai loại sản phẩm A, B. Đó, để sản xuất 1 tấn sản phẩm A cần. Rồi, đó đến đây là mình đọc đó, mình biết tóm tắt là 1 tấn sản phẩm A. À, A cần là A cần ở ma cần là gì? Ở để sản xuất 1 tấn sản phẩm A cần dùng 6 tấn nguyên liệu loại 1. Nguyên liệu 1 và 2 tấn nguyên liệu 2. Đây, rồi. Đúng không? Và khi bán lãi được 10 triệu đồng. Lãi 10 triệu đồng. Đấy. Rồi. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm B. 1 tấn sản phẩm B cần 2 tấn nguyên liệu loại 1. Và cái gì? Để sản xuất 1 tấn mới cần 2 tấn nguyên liệu loại 1, 2 tấn nguyên liệu loại 2. Lãi được 8 triệu đồng. À. Rồi. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho xưởng nói trên để có tổng số tiền lãi cao nhất. Thì lập thì mình hỏi là x sản phẩm A đi. Y tấn sản phẩm A và Y tấn sản phẩm B để cho tiền lãi lớn nhất thì F mắc của F à, bằng bao nhiêu theo X nha, mắc của F theo X Y. Ôi, cái bài này dễ quá, đơn giản, chả có gì khó. Thì chúng ta cũng dùng giống như mấy cái bài trước thôi, thì cái cách trình bày đây cứ thế làm hoài chứ có gì đâu. Đây giống như vậy. Rồi, mình sẽ gọi x là số tấn sản phẩm phẩm A, y là số tấn sản phẩm B cần sản xuất, đúng không? Cái này là cần sản xuất, đúng rồi. Đó. Đó. Rồi. Ta có hệ bắc phương trình. Ừ, này phải cho là khoan khoan một phân xưởng
Có 12 tấn nguyên liệu loại 1, 8 tấn nguyên liệu loại 2. Là sao? Cái thông tin này nãy tôi quên. 12 tấn nguyên liệu loại 1, 8 tấn nguyên liệu loại 2. Cái này nè. Bán bằng 12 tấn. Ở này bán bằng gì? Nguyên liệu 1. Bé hơn bằng 18 tấn. Bằng 8 tấn. Đúng không? Bé bằng 8 tấn nguyên liệu loại 2. Rồi. Bốn bắc phương trình. À, ta có hệ bắc phương trình. X lớn bằng 0. Y lớn bằng 0. Rồi ở đây nè. 1 tấn sản phẩm là A. Cần 6 tấn nguyên liệu đồng 1, ít tấn sản phẩm loại A, cần ít nhân 6 cho 1, 6x. Rồi 1 tấn sản phẩm loại B, cần 2 tấn nguyên liệu loại 1, y tấn sản phẩm loại B, y nhân 2 cho 1 là 2y. Nó bán bằng 12 tấn. Rồi 1 tấn sản phẩm A, cần 2 tấn nguyên liệu loại 1, cần 2 tấn nguyên liệu loại 2, ít tấn sản phẩm A, cần ít nhân 2 cho 1 là 2x. Rồi 1 tấn B, cần 2 tấn nguyên liệu loại 2, y tấn B, y nhân 2 cho 1 là 2y. Bán bằng 8. Ừ. Rồi. Tiếp theo, đúng không? Ta làm sao biểu diễn miền nghiệm của hệ bắc phương trình trên? Hệ trục có độ OXY ta được như hình vẽ sau. Rồi mình biểu diễn lên. Rồi nè, x lớn bằng 0. Đó là đường thẳng y bằng 0, x lớn 0 là bên phải, bỏ bên trái. Y lớn bằng 0 là y bằng 0 làm ngang, lên 0 lấy phần bên trên, bỏ phần bên dưới. Rồi đây là 6x cộng 2y bằng 12. Mình cho cái bằng là mình giải thẳng ra. Thì x bằng 0 thì 2y bằng 12, tức là y bằng 6. Y bằng 6 là chỗ này nè. Rồi đây mình cho x bằng 0. 6x bằng 0 thì 6 2y bằng 12 thì y sẽ bằng là 6. Rồi mình cho y bằng 0 chứ. 6x bằng 12 thì x sẽ bằng là 2. 2 chỗ này nè. Đó. Mình thêm số 0 vô thỏa không? 6 nhân 0 cộng 2 nhân 0 là bằng 0, 0 bé 12 là thỏa. Vậy mình sẽ bỏ là bỏ phần bên này. Nè. À. Rồi, tiếp cái đường thẳng này tên là gì? Đó là 6x cộng 2y bằng 12. Rồi, tiếp theo, 2x cộng 2y bằng 8. Mình cho x bằng 0, 2y bằng 0 đi. Y bằng 0 thì 2x sẽ bằng là 8, x sẽ bằng 4. Nên 4 chỗ này đây. Đó. Rồi, tiếp theo. Mình cho y bằng 0 thì 2x bằng 8, x sẽ bằng là 4.
cho x bằng 0 với 2 nhân 8 y sẽ bằng 4 ở chỗ này. Rồi mình thay số 0 cho nè, 2 nhân 0 cộng 2 nhân 0 là bằng 0, bé bằng 8, thỏ không thỏ. Vậy mình không có bỏ số 0. Mình bỏ bên này. Rồi miền nghiệm mình nè. O A B C. O đây là A nè. B lên nè. Rồi C, mấy cái điểm này nhìn lên đồ thị là biết là không cần phải bấm máy tính. Tại vì nó nằm ngay vị trí số nguyên hết. Chứ thứ tư mà chúng ta giải cái đề đó có thể giải tới 11 giờ luôn. Tại vì cái đề nó dài. Rất là dài. Đề, cái đề chuyên được cũng vậy đó. Không có ngắn được đâu. Rồi, đó, tới đây. Đúng không? Vì cái miền nghiệm. Miền nghiệm là miền tứ giác OABC như hình vẽ trên. Đó, với các đỉnh O là 0 0. Đó, A của mình là 0 4. B của mình là giống xuống X là 1, Y là 3. 1 3. Đó. Và C của mình là 2 0. Rồi. Rồi F là số tiền ở đây đề yêu cầu số tiền gì lãi cao nhất đúng không? Phải là số tiền lãi đơn vị là triệu đồng đã thu được, ta có F dùng tam suất nè. Một sản phẩm A lãi 10 triệu đồng, vì ít sản phẩm A lãi bao nhiêu, ít nhân 10 cho 1 là 10x. Một sản phẩm B lãi 8 triệu đồng, vì y sản phẩm B. Thế y là lãi bao nhiêu, y nhân 8 cho 1 là 8y, 10x cộng 8y đó. 10x cộng 8y. Hồi xưa chương trình cũ là không có học cái này nha. Sách mới giờ mới có. Rồi, tính các tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác. Rồi, tại ô 0 0 thì sẽ có là gì? F sẽ bằng là 10 nhân 0 cộng 8 nhân 0 là bằng 0. Đó. Rồi, tại tiếp theo là tại A. Không, A là 0 4. Thì sẽ có F là gì? F là 10 nhân 0 cộng 8 nhân cho 4 là bằng 32. Rồi, tại B là 1, 3. Ta có F đó là bằng là 10 nhân 1 cộng 8 nhân 3. 8 nhân 3 24. 10 là 10 nhân 1. 10 nhân 1 là 10. 8 nhân 3 24. Vậy là bằng 34. Rồi tại C 2, 0. Thì có F sẽ bằng là gì? 10 nhân 2 cộng 8 nhân 0 là bằng 20. Vậy lớn nhất mình biết số nào rồi đúng không? Đó. Thì F đạt giá trị lớn nhất bằng đó là 34 à, tại điểm B 13 đó, tại điểm B 13. Rồi vậy không à, hỏi gì trả lời theo cái đó. Rồi vậy nó hỏi là để sản xuất cần
Họ là hay lập kế hoạch sản xuất xưởng nó trên sao cho tổng tiền lãi là cao nhất. Vậy kế hoạch sản xuất cho phần nó trên, vậy kế hoạch sản xuất nó trên là sẽ chờ càng cần sản xuất đó là một đúng không, một đây là 1 tấn đó, đây là càng sản xuất là một, là ít là một, 1 tấn sản phẩm A và Y là nhiêu, càng sản xuất 1 tấn sản phẩm A và 3 tấn sản phẩm B để thu được lợi nhuận cao nhất là 34 triệu đồng. À, giống như lý thuyết này nè ha, cao nhất là 17 triệu đồng. À. À, chúng ta hoàn thành xong cái đề này. Có em nào thắc mắc ở chỗ nào không? Không ha, vậy mình nghỉ nha.